Xin kính chào quý vị, chúng tôi là bác sĩ Phan Gia Quan. Quý vị đang theo dõi chương trình Sức khỏe và đời sống. Thì chúng tôi đang bàn với bác sĩ David Graham, là giảng sư tại Đại học Baylor College of Medicine, về cái vấn đề bệnh nhiễm trùng trong bao tử, chúng ta loại vi trùng H. pylori. Thì hôm nay thì trong phần 2 của chương trình, chúng ta sẽ bàn thêm, tìm hiểu thêm về những cái biến chứng của cái căn bệnh này trong cái thời kỳ kinh niên. Let's explore some of the consequences of H. pylori in chronic infections. What are some of these consequences? Well, the average patient that we see either presents because of symptoms, because they have peptic ulcer disease, so they have recurrent epigastric pain, and they relieve it with food or antacids or medications. Or they present with a complication because the ulcer can penetrate into a blood vessel, and they present with a major upper gastrointestinal hemorrhage. And that's usually people, let's say, from 20 to 50 or 60. The gastric cancer is usually a disease of older people, say starting at 50. And when they present with weight loss and pain and a mass. I mean, it's a bad disease where the, which basically, unless surgery can cure it, is not curable. Or peptic ulcer disease, we treat the infection, the ulcer heals, it goes away, it doesn't recur, and they live happily ever after, at least from that problem. Yes. Thưa quý vị, thì là bác sĩ Graham cho biết rằng là đối với cái vấn đề những cái biến chứng của căn bệnh này thì thường thường đó, thì người bệnh nhân có những cái triệu chứng là vì những cái biến chứng của căn bệnh, thí dụ như mà chúng ta bị loét bao tử thì thường thường người bệnh nhân hay bị đau bao tử và cảm thấy đau, và đôi khi mà chúng ta bị loét nặng có thể ảnh hưởng, khi mà nó loét sâu vào ảnh hưởng đến các mạch máu, thì chúng ta thấy rằng đôi khi người bệnh nhân bị ói ra máu hoặc đi đại tiện ra máu chẳng hạn, thì đó là những cái biến chứng của căn bệnh loét bao tử. Thì đối với những người mà có thể bị ung thư trong bao tử thì đôi khi họ có thể bị xuống cân, buồn nôn, ói mửa, hoặc là có thể bị ăn không được, hoặc là thấy bị có cái khối u ở trong bụng, phần bụng chẳng hạn. Thì nếu mà bị ung thư bao tử thì đó là một cái vấn đề rất là khó điều trị. Nhưng mà ngược lại thì vấn đề bị loét bao tử rất là dễ điều trị, và khi mà chúng ta tiêu diệt cái loại vi trùng này đi thì là căn bệnh sẽ được dứt hẳn và chúng ta không có bị những cái biến chứng gì cả. Nếu như mà chúng ta điều trị nó vì chỉ vì là cái vấn đề chúng ta bị loét bao tử, vì chúng ta bị những cái triệu chứng, thì phải điều trị cái loại vi trùng này đi thì chúng ta mới không có bị nó trở lại. Thì như vậy thì để tiếp hỏi thêm bác sĩ Graham về cái nguyên do tại làm sao cái loại vi trùng này nó lại đưa lại cái vấn đề cái ung thư bao tử, mà ông cho biết rằng thường thường những người từ 30 đến 50 thì hay bị loét, nhưng mà những người lớn tuổi hơn 50 trở đi thì nhiều khi họ có thể bị ung thư. So you just mentioned about its role in gastric cancer. How does H. pylori leads to gastric cancer? Well, it damages the lining of the stomach and it causes chronic inflammation. And anything that causes chronic inflammation associated with cancer. But not only that, but the bacteria, when they attach to the cells, can actually do damage to the cell's DNA. And so they undergo changes, and those changes can eventually lead to a bad change that can provoke a cancer. Vâng, thưa quý vị, thì là đối với cái nguyên do tại làm sao mà loại vi trùng này có thể đưa đến chúng ta bị bệnh ung thư trong bao tử, thì ông cho biết rằng là cái loại vi trùng này nó có, khi mà nó nhiễm trong cơ thể của chúng ta thì nó tạo nên cái trạng thái là cái bao tử của chúng ta nó bị viêm, và khi nó bị viêm thì lại là có những cái sự thay đổi khác nhau. Và nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái nhiễm thể hoặc là cái chất nguyên tử của những cái tế bào trong bao tử của chúng ta, làm cho nó có những cái sự biến thể hoặc là thay đổi. Và khi những thay đổi này trong nhiều năm thì nó có thể từ từ dần dần biến chuyển sang ung thư. Thì đó là người ta nghĩ rằng là cái sự biến chuyển từ cái vấn đề bị nhiễm kinh niên rồi bị viêm xong rồi qua ung thư là nó như vậy. Thì như vậy thì không biết làm sao mà chúng ta chẩn được bệnh này, là chúng ta có cái loại vi trùng này trong bao tử của chúng ta, tại vì nó không có cái triệu chứng gì hết. So this appears to be a complicated and cause serious consequences, this bacteria. So and people don't know that they have it. So how do we diagnose it? How do we pick it up that they have it? Well, in some countries, like, for example, Japan has a really big problem with gastric cancer. So they have decreed that everybody should be tested and all the positive people should be treated. Now, you know, you couldn't do that in a country like Vietnam currently, because they need, everyone would need good water, good sanitation, toilets in the house, all the kind of things that would reduce recurrence rates mm-hmm. from the environment. In America, it's not considered a major public health problem, but if we want to diagnose it, there are blood tests,
their breath test, when you just breathe into a bag and first eat something and breathe into a bag and it's positive. Because it's in the stomach, it appears in the stool. So you can send a stool in and they can do a test and find it there. So there's easily non-invasive methods of detecting the infection. Vâng, thưa quý vị, thì là bác sĩ Graham cho biết rằng là thường thường đó thì ở những nước như là bên Nhật Bản thì là cái vấn đề ung thư bao tử nó rất là nhiều, cho nên bên Nhật Bản thì họ đề nghị tất cả mọi người phải đi thử, và những ai mà bị nhiễm thì phải được điều trị. Nhưng mà cái, nếu như mà chúng ta áp dụng cái phương tiện đó, cái cách như vậy ở tại Việt Nam thì nó rất là khó, là tại vì chúng ta cần phải có những cái sự phát triển trong vấn đề hệ thống nước và cái sự vệ sinh trong xã hội thì để mà tránh cái vấn đề bị nhiễm trở lại, là tại vì nếu chúng ta điều trị xong rồi chúng ta có thể bị nhiễm trở lại. Ở tại Mỹ thì là cái vấn đề bị nhiễm trùng cái loại vi trùng này hoặc là ung thư bao tử thì nó không phải là một cái vấn đề tương đối quan trọng so với những căn bệnh khác ở tại Mỹ, là tại vì ở tại Mỹ thì người ta ít bị ung thư bao tử hơn, nhưng mà trong cái nhóm Á Châu thì chúng ta lại bị nhiều hơn là những người Mỹ ở địa phương. Thì thường thường nếu như mà muốn biết thử chúng ta có bị bệnh hay không đó thì có cách thử máu hoặc là thử cái hơi thở của chúng ta. Đôi khi thì chúng ta có thể thử trong phân của người bệnh, họ có thể sa thải cái loại vi trùng này ở trong phân và chúng ta có thể thử được. Thì như vậy thì là khi mà chúng ta biết được người bệnh có bệnh thì cách điều trị nó như thế nào, nó có đơn giản hay là không? So is the treatment quite simple? How is it treated? Well, it's difficult to treat. It takes antibiotics because it's a bacteria, so you use antibiotics, but it lives in different places where the antibiotics have difficulty reaching. So we now use 3 antibiotics at the same time. Plus we use a drug, a proton pump inhibitor like the purple pill, to reduce acid so the antibiotics are more effective. So typically now we give 3 antibiotics plus an acid suppressant for 2 weeks. And in most patients, we get 95% cures with that if the patient's not resistant to the infection. Vâng, thưa quý vị, thì vấn đề điều trị thì là bác sĩ Graham cho biết rằng là cái loại vi trùng này nó cũng khó tiêu diệt, tại vì nó một loại vi trùng cho nên chúng ta cần phải có thuốc trụ sinh để mà tiêu diệt vi trùng này đi. Thì ông cho biết rằng thông thường thì chúng ta dùng 3 loại trụ sinh khác nhau và một loại thuốc giảm axit lại, thì thông thường thì có thể đến 95% là sẽ được bị tiêu diệt, và khi uống thuốc thì trong vòng 2 tuần lễ, thông thường từ 10 đến 14 ngày chẳng hạn. Thì nó, nhưng mà tại vì là thuốc trụ sinh thì có nhiều loại khác nhau và trong cái thời gian dài như vậy thì đôi khi vẫn khó uống, và nếu mà chúng ta theo cái điều độ và uống kỹ đó thì là cái vấn đề bị không có tiêu diệt được loại vi trùng này rất là hiếm, và 95-90% trở đi là chúng ta có thể tiêu diệt được loại vi trùng này. Thì cái câu hỏi kế tiếp tôi muốn đặt ra là không biết như vậy thì chúng ta có nên thử tất cả mọi người xem thử chúng ta có cái bệnh này giống như bên Nhật Bản hay là không. So you've mentioned this already, so let's emphasize the point, should we be testing everybody for H. pylori in the United States? Well, I think so, but the government doesn't. So, it's a cost. How much you get back? Because right now it's a small proportion of our population, but we can identify populations at high risk, and Vietnamese would be one. And so the question is, should we be testing them or not? And it's unknown whether we should be or not. So if you're a person like me that says, I want to get rid of this infection and these diseases, the answer is yes. If you're the government and say, I have to pay for it, they say not so fast. Thưa quý vị, thì là đối với cái câu hỏi của chúng tôi đặt ra với bác sĩ Graham là không biết là chúng ta có nên thử tất cả mọi người hay không. Thì ông cho biết rằng nếu như ông ấy, thì ông sẽ thử hết mọi người, nhưng mà tại vì cái vấn đề chính là cái vấn đề phí tổn và cái vấn đề là có lợi ích nhiều hay là không, và những cái sự nguy hại nó mang đến hay không. Tại vì những cái sự nguy hại mà thí dụ như về cái vấn đề ung thư bao tử tại Mỹ thì nó không có thông thường, cho nên chúng ta không có cần thiết phải tiêu diệt tất cả mọi người như vậy. Và nhưng mà đối với những cái nhóm mà có thể có bị những cái nguy cơ nhiều hơn. Okay, just start over. Okay. Thưa quý vị, thì là đối với cái câu hỏi chúng tôi vừa đặt ra là chúng ta có nên thử tất cả mọi người tại Mỹ hay là không, thì bác sĩ Graham cho biết rằng là đối với riêng ông ấy thì ông cũng nghĩ rằng tất cả mọi người nên được điều trị, nhưng mà cái vấn đề chính là cái vấn đề là cái phí tổn trong vấn đề điều trị và cái sự lợi ích của vấn đề điều trị. Tại vì ở tại Mỹ đó thì những cái biến chứng mà quan trọng, thí dụ như là ung thư bao tử thì nó rất là không có thông thường ở tại Mỹ, cho nên khi mà chúng ta thử hết tất cả mọi người thì cái vấn đề phí tổn như vậy quá nhiều, nó không có lợi ích đối với xã hội, cho nên chúng ta không có cần thiết là phải điều trị cho tất cả mọi người như vậy, phải thử hết tất cả mọi người. Nhưng mà đối với những cái người nào, những cái nhóm sắc tộc mà có những cái nguy cơ cao hơn thì là đôi khi chúng ta có thể nghĩ đến vấn đề có nên điều trị hay là không. Thì hiện nay không có cái nghiên cứu nào cho thấy là chúng ta cần phải làm như vậy, cho nên mọi trường hợp
tùy theo cái trường hợp cá nhân của mỗi người, chúng ta có nên thử hay là không, thì đó là cái vấn đề giữa người bệnh nhân, những cái triệu chứng của họ với người bác sĩ của họ. Thì thưa quý vị, thì trong những giây phút vừa qua chúng tôi bàn với quý vị về cái vấn đề nhiễm trùng H. pylori và những cái biến chứng của nó đối với cái vấn trong đường tiêu hóa của chúng ta, thí dụ như bệnh ung thư bao tử và bệnh loét bao tử và bệnh đau bụng thường xuyên. Thì với sự hiện diện của bác sĩ David Graham, là chuyên gia về đường tiêu hóa và giảng sư tại Đại học Baylor of College Medicine, ông đã giải thích một cách cặn kẽ về những cái vấn đề chung quanh cái loại vi trùng H. pylori. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là quý vị có cái khái niệm, biết hiểu biết thêm về căn bệnh này, và chúng ta không có quá lo lắng khi mà chúng ta bị căn bệnh này, hoặc là lo là chúng ta có thể bị bệnh này hay không. Khi mà chúng ta biết được thêm về những cái yếu tố và những căn bệnh thì chúng ta đỡ lo hơn. Chúng tôi luôn mong quý vị sống vui, an lành và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin kính chào quý vị. Thank you very much for being on our show. Thank you.